CEO Trần Thẻo Bác, ngày hôm nay thì bên em vẫn đang tích cực đóng hàng để cũng như là trả toàn bộ những số đơn mà hiện tại bên em đang đợi các bác trong dịp thời điểm cuối năm này. Và hiện tại thì như các bác trước mặt các bác thấy đây thì bên em đang đi rất là nhiều, ngày hôm nay rất là nhiều những kiện súp này, 1520 Pro của EB và cũng như là những dòng sản phẩm súp bát 340 nội địa Trung B3 2020 thì hiện tại bên em ngày hôm nay lên rất là nhiều. Và cũng như là bên cạnh đấy thì những dòng sản phẩm như bốt 301, bốt Hồng Kông 301 thì đây, bên em đang xả những dòng sản phẩm này đang có cái mức giá từ 3 triệu mốt. 3 triệu mốt chưa ship, bên em giảm giá xuống, xả toàn bộ xuống chỉ còn cái mức giá là 3 triệu. 3 triệu tròn và bao ship code toàn quốc để các bác. Nội thất ruột gan của những dòng sản phẩm này thì bên em đã lên rất là nhiều rồi. Các bác có thể nhìn này, bát chép xanh bộ đội các bác nhá. Bát chép xanh bộ đội này, giá rất là mềm và là gỗ lạng 100%. Đấy, hiện tại bên em đang xả và hiện tại bây giờ thì bên em đang nhìn thấy đây chỉ còn có 6 đôi thôi. Đấy, 6 đôi. Và cũng như là những dòng sản phẩm như K512 đời 2021 đời siêu lướt thì hiện tại bây giờ bên em đang để bán ra ngoài thị trường với cái mức giá là 6.800.000 đồng. Và bên em đang xả giảm giá xuống chỉ còn có 6.500.000 đồng thôi các bác nhá. 6.500.000 đồng và bao ship code toàn quốc toàn thể các bác trong thời điểm hiện tại này. Và cũng như là những dòng sản phẩm K512 đời 2021 thì hiện tại bây giờ chỉ còn có khoảng một vài đôi thôi. Đây hình thức nó không được đẹp cho lắm. Hình thức nó chỉ gọi là tương đối nhưng mà tất cả nó vẫn được trên 80% các bác nhá. Cái vấn đề đấy thì các bác yên tâm. Hàng bãi thì không bao giờ nó tránh khỏi được cái vấn đề xước sát rồi. Nhưng mà có cái nào nó không bị dập móp hay là xước sát quá đáng quá thì là cái này thì các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái thôi. Đấy, trước khi thanh toán. Và đây ngày hôm nay thì các bác nhìn này. Đấy, đóng hiện tại bên em đang đóng phải đến 6 7 đôi. Đấy, 6 7 đôi bốt Hồng Kông CD 3301. Đấy. Hàng bên em đang xả. Và cũng như là ngày hôm nay thì bên em sẽ tích cực đóng hết toàn bộ để trả toàn bộ cái đơn cho toàn thể các bác trong cái dịp thời điểm hiện tại này. Và trong cái dịp thời điểm hiện tại cuối năm thì hàng nó đi hơi chậm một chút, bên vận chuyển họ giao hơi chậm một chút thì các bác thông cảm giúp em nhé. Đấy, nó sẽ delay khoảng tầm một ngày. Đấy, thì các bác cứ yên tâm mà đợi hàng về thôi. Đấy, ngày hôm nay thì bên em sẽ trả toàn bộ đơn toàn thể các bác luôn, rất nhiều những kiện hàng này. Súp 1520 Pro thì ngày hôm nay bên em đi phải gần chục kiện. Đấy, có nhìn là hiện tại là nhân viên bên em đang tích cực đóng hàng và cũng như là vẫn chưa hết các bác nhá, vẫn chưa hết đâu. Đấy, và ở trong đây thì vẫn còn khoảng tầm 5-6 cục. Đấy, 5-6 cục súp B3 2020 nữa mà bên em chưa thể đóng kịp được cho toàn thể bác. Thì một chút nữa bên em kết thúc video phát là bên em sẽ đóng đi toàn bộ toàn thể bác trong ngày hôm nay. Đấy, phải xong ngày hôm nay là bên em phải trả toàn bộ toàn thể bác B3 2020 bát 40 hàng nội địa Trung thì hiện tại bên em đang để cái mức giá là 3.350.000 đồng và đang xả thời điểm cuối năm là 3.250.000 đồng và bao ship các bác nhé. Đấy, và súp 1520 Pro, súp 1520 Pro thì đang có cái mức giá là 4.600.000 đồng, 4.600.000 đồng các bác nhé. Và S15K thì ngày hôm nay bên em lại chuẩn bị về được rồi, chuẩn bị về được một lô rồi. Chuẩn bị về được một lô thì giá hiện tại của nó đang là 6.500.000 đồng. Các bác nào mà muốn sở hữu và cũng như muốn bên em tư vấn những dòng sản phẩm súp bát 40 hay là bát 30 của MB Pro thì hay là hàng nội địa Trung thì các bác có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại, số Zalo 0366 417 927 để được đặt hàng các bác nhé. Dây rắc kết nối thì bên em sẽ hỗ trợ đầy đủ để tặng cho toàn thể bác rồi. Súp 1018 thì cái mức giá của nó đang vẫn là 3.800.000 đồng các bác nhé. Có hai màu cho các bác lựa chọn, màu đen bóng này và màu vân gỗ tự nhiên. Bên cạnh đấy thì những dòng sản phẩm bãi như loa cây JBL thì giá thành nó đang rất là rẻ. Ví dụ như những dòng sản phẩm KP920 và KP928 này, và KP710 các thứ thì hiện tại bên em đang rất là nhiều. Và cũng như là hàng chiều hôm nay, dòng sản phẩm Peeler F850 chiều nay là bên em đã cập bến về được Huy Hoàng Audio chúng em và cái mức giá của nó đang rất là rẻ các bác nhá. Đấy. Và hiện tại dịp thời điểm cuối năm này các bác nào mà muốn bên em hỗ trợ lắp đặt tại nhà với những cấu hình combo karaoke hay là muốn bên em tư vấn chi tiết về những bộ dàn karaoke phù hợp nhất trong không gian gia đình của mình thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và hỗ trợ các bác lắp đặt tại nhà đối với những cấu hình combo khoảng tầm bán kính 100 km đổ về các bác nhé. Dịp thời điểm hiện tại thì bên em hỗ trợ rất nhiều những cấu hình combo lắp đặt tại nhà, nên các bác nào mà muốn bên em tư vấn này và muốn bên em hỗ trợ lắp đặt tại nhà thì các bác có thể trực tiếp cứ liên hệ qua nhấc máy, liên hệ qua số điện thoại và số Zalo để bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và lắp đặt toàn thể bác đối với những bộ dàn karaoke này. Và những bộ dàn karaoke thì hiện tại bây giờ trong dịp thời điểm cuối năm thì cũng đang có rất nhiều chương trình ưu đãi này, chương trình tặng những dòng sản phẩm, những cái phần quà rất là giá trị như những bộ mic không dây BS500,
trị giá 2 triệu đồng. Và cũng như là đang có những chương trình giảm giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với những bộ dàn karaoke này. Đấy, và những bộ dàn karaoke cao cấp thì đang có chương trình giảm từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đấy các bác nhá. Và hiện tại thì những dòng sản phẩm như C4500 Pro này cũng vẫn đang được giảm giá này. Đấy. Và những cặp loa ví dụ như MX16 này, MX16 hay này SA12 thì hiện tại bây giờ vẫn đang được giảm giá rất là sâu. Đấy, hay là F2500 Pro cũng vậy, nên các bác nào mà muốn bên em tư vấn chi tiết đấy thì có thể nhanh tay liên hệ qua số điện thoại để được bên em tư vấn và đặt hàng các bác nhá. Cây 2020 ngày hôm nay bên em cũng đi rất là nhiều. Đấy, các bác có thể nhìn này. Đấy, hiện tại trước mắt thì đang đóng sẵn ở đây khoảng 2-3 đôi rồi. Đấy, hàng này đi rất là nhiều và cũng như là nhân viên bên em là cũng chưa thể kịp đóng hàng hết được. Đây mới là một góc phần nhỏ của trong lượng hàng trong ngày hôm nay thôi. Đấy là các bác có thể biết được là cái số lượng hàng ngày hôm nay nó đi nhiều thế nào rồi. Và cũng như là một chút nữa khoảng tầm chiều tối, khoảng tầm 5:30-6 giờ thì bên Viettel Post họ sẽ vào họ vận chuyển lên đường gửi toàn thể bác. Và bên em sẽ ngày hôm nay sẽ cố gắng tích cực nhất có thể để trả toàn bộ những số đơn mà bên em mang lợi toàn thể bác trong ngày hôm nay các bác nhá. Đấy, súp này, loa này và những bộ dàn karaoke, các bác nào cứ muốn bên em tư vấn chi tiết hay là muốn bên em để cho các bác những cái mức giá thành rất là rẻ, rất là mềm bây giờ ngoài thị trường thì các bác có thể trực tiếp liên hệ qua số Zalo, số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Và những dòng sản phẩm bốt này Hồng Kông series 3301, hàng bát xếp xanh bộ đội gỗ lạng thì bên em đang xả này, cây ra 12 cũng đang xả này. Đấy, thì các bác nào nhanh tay thì sẽ chọn cho mình được những cái cặp và cũng như những cái đôi loa ưng ý nhất này. Đấy, nhanh tay để được có những cái mức giá ưu đãi nhất có thể trong dịp thời điểm cuối năm này các bác nhá. Đấy, hàng về chiều nay thì Peeler F850 sẽ cập bến về được Huy Hoàng Audio chúng em để phục vụ toàn thể bác trong cái dịp thời điểm cuối năm này. Đấy, và trong ngày hôm nay thì đấy, các bác nào cứ nhanh tay nhanh tay thì có thể đặt hàng được những dòng sản phẩm này với cái mức giá thành nó ưu đãi nhất có thể. Đấy, và video cũng khá là dài rồi thì em cũng xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào toàn thể bác, hẹn các bác những video lần sau. Xin chào toàn thể bác.